Lại này A Nan, dùng cái tâm này nghiên cứu tinh tế về tánh Diệu Minh. Thân hành rộng suốt, người ấy bỗng nhiên ở trong thân thể nhặt ra các thứ dung sáng sâu bọt, nhưng mà thân tướng vẫn còn y nguyên, không hề thương tổn. Đây được gọi là tinh minh tràn đầy ở nơi hình thể. Đó là do sự tu hành tinh tiến đến chỗ tinh minh. Tạm được như vậy, không phải thánh chứng. Nếu không cho rằng chứng đắc thánh quả thì được gọi là cảnh giới thiện lành. Nếu tự cho mình chứng đắc thánh quả thì bị rơi vào các thứ tà kiến. Dặn, đây là cảnh giới ma thứ hai của sắc ấm. Loại ma cảnh này vì sao mà đến? Vì ông tu hành, ông dụng công, nó mới có. Nếu ông không dụng công thì dù cho có đi tìm kiếm cảnh giới ma này cũng không kiếm ra, nó sẽ không để ý đến ông. Tại sao vậy? Vì ông là một người nghèo, nó đến chỗ ông cũng không ích lợi gì. Này ông tu hành, tu cho đến lúc có bảo bối, vì thế thiên ma liền đến muốn cướp bảo bối của ông. Vậy thì khi ma đến, ông phải làm như thế nào? Ông cần phải như như bất động, sáng suốt, không nên chấp tướng, không nên sanh một niềm chấp trước, cũng không nên nghĩ rằng, à, cảnh giới này thật đẹp, đến một lần nữa đi. Không nên hoan nghênh nó, cũng chẳng nên hoan nghênh nó, cũng chẳng nên xua đuổi nó, xem như không có gì xảy ra cả. Nói, phi di thánh chứng, đó không phải là cảnh giới chứng quả, bất tác thánh tâm. Nếu ông không nghĩ chứng quả, danh thiện cảnh giới, thì cảnh giới này rất tốt đẹp. Nếu ông tác thánh giải, cho rằng mình đã chứng đắc quả thánh, nói, à, tôi này thật là tuyệt vời, ngay con trùng ở trong thân của tôi cũng có thể đem nó ra được, tự cho rằng mình đã được thần thông tự tại, cách nghĩ đó là sai lầm. Ông chỉ cần có một niệm cống cao, ma liền đến ngay. Ma tùy theo tâm cống cao của ông mà vào trong tâm ông. Vào trong tâm của ông rồi sao? Thì sẽ khiến cho ông lắc tới lắc lui, không được định lực nữa. Cho nên tu đạo, ông nhất định phải hiểu rõ một cách chân chánh ý nghĩa này, mới không rơi vào hầm hố, mới không đi sai đường. Nếu ông không hiểu rõ Phật Pháp thì rất dễ dàng đi sai đường. Ông không có công phu thì không thành vấn đề. Khi có công phu thì ma dư lúc nào cũng dòm ngó ông. Dòm ngó ông thì có dịp sẽ nhiễu loạn ông. A Nan, phục dĩ thử tâm tinh nghiên Diệu Minh. A Nan lại dùng cái tâm này nghiên cứu tinh tế cảnh giới vừa tinh diệu vừa quang minh, kỳ thân nội triệt, thì trong thân của mình thành thông suốt quang minh. Người này hành trì, trong thân thể của mình cái gì cũng đều thấy hết. Nếu như thường thấy rõ thì được, nếu không phải thường thấy rõ, chỉ là thỉnh thoảng thấy, thì đó là một loại cảnh giới. Đây là một loại cảnh giới của sắc ấm trong ngũ ấm. Thị nhân hốt nhiên ư kỳ thân nội, xả xuất nao hội. Người này bỗng nhiên trong thân của mình nhặt ra các thứ dung sáng, trong bụng mình lấy ra các thứ côn trùng. Loại trùng này có thứ dài, thứ ngắn, thứ lớn, thứ nhỏ, đều có thể dùng tay bắt ra được. Các côn trùng mà bắt ra thì rõ ràng chân thật, không phải là hư ngụy. Nhưng da bụng thì không có hư hoại, thì làm sao người này có thể lấy ra được? Nếu ông đưa tay lấy trùng từ trong bụng ra thì da bụng sẽ bị hư hoại. Nhưng da bụng của người này không bị hư hoại. Thân tướng uyển nhiên, diệt vô thương quỷ. Thân tướng của người này vẫn y nguyên. Chỗ này có hai cách giải thích. Có thể nói, thân tướng của con trùng vẫn y nguyên, không có chút thương tổn, là nguyên con, còn đang sống, đang nhúc nhích. Đó là một cách giải thích. Là có thể nói, da bụng của mình vẫn y nguyên, không bị thương tổn, đây cũng là một cách giải thích. Thử danh tinh minh, đó gọi là gì? Đó gọi là tinh minh. Tinh đến chỗ cùng cực,
mình đến cực điểm. Vì thế, trong thân thành rỗng suốt, lưu vật hình thể. Đây không phải là dùng tay lấy đồ ở trong bụng, mà từ trong thân của mình tuôn tràn ra. Tư đảng tinh hành. Đó là do ông dụng công tinh vi nên được sự thâm diệu, phát sanh một loại diệu hạnh. Tạm đắc như thị. Tạm thời như thế, không phải thường thường như thế. Nếu ông thường thường như thế thì không nói đến phi di thánh chứng. Đây không phải là cảnh giới của người chứng đắc thánh quả. Bất tác thánh tâm danh thiền cảnh giới. Nếu không có nghĩ rằng mình chứng thánh quả thì còn có thể được, không có vấn đề lớn, không có phiền phức lớn. Nhược tác thánh giải. Nếu ông nói rằng tôi nay đã chứng đắc quả vị thánh, đồ trong bụng tôi có thể lấy ra lúc nào cũng được, bạn nói có vi diệu hay không? Cảnh giới này bạn không có đâu. Nếu có tâm ngã mạn cống cao như thế, có tâm chấp trước này, thì tức thọ quần tà, thì bị ma dương kéo đi. Kéo đi tức là làm quyến thuộc của ma dương. Nguyên văn âm Hán Việt. Y ba, tinh phách ly hợp. Tinh phách khi lìa khi hiệp. Hữu dĩ thử tâm, nội ngoại tinh nghiêng. Kỳ thời hồn phách ý chí tinh thần. Trừ chấp thọ thân. Dư giai thiệp nhập. Hổ di tên chủ. Hốt ư không trung. Văn thuyết pháp thanh. Hoặc văn thập phương đồng phu mật nghĩa. Thử danh tinh phách đệ tương ly hợp. Thành tựu thiện chủng. Tạm đắc như thị. Phi di thánh chứng. Bất tác thánh tâm. Danh thiền cảnh giới. Nhược tác thánh giải. Tức thọ quần tà. Dịch là dùng tâm ấy nghiên cứu trong ngoài tỉ mỉ tinh tế. Lúc đó phách hồn tinh thần ý chí ngoài thân chấp thọ đều thiệp nhập vào, lần lượt thay nhau làm khách làm chủ. Bỗng trong hư không nghe tiếng thuyết pháp, hoặc nghe mười phương đồng thuyết mật nghĩa. Đây là tinh phách lần lượt thay nhau, khi lìa khi hiệp của các chủng tử thiện lành thành tựu. Tạm được như vậy không phải thánh chứng. Nếu không cho rằng chứng đắc thánh quả thì được gọi là cảnh giới thiện lành. Nếu tự cho mình chứng đắc thánh quả thì bị rơi vào các thứ tà kiến. Giảng hữu dĩ thử tâm nội ngoại tinh nghiêng là lấy cái tâm tinh nghiêng diệu minh, càng tinh lại cầu tinh hơn nữa, bồi dưỡng không ngừng. Kỳ thời hồn phách ý chí tinh thần, lúc đó hồn phách ý của mình cùng với chí khí của mình, cùng với các thứ tinh thần của mình, trừ chấp thọ thân, cái thân này ngoài bát thức chấp trị thân căn. Dư giai thiệp nhập, hồn phách ý chí tinh thần cùng nhau liên hệ qua lại. Bạn đến chỗ tôi đến chỗ bạn, cùng nhau giúp đỡ, cùng nhau liên hệ qua lại. Hổ di tân chủ, có lúc ông làm chủ nhân, tôi làm người khách. Có lúc người kia làm chủ, ông làm khách. Đây là sáu loại thay nhau làm khách với chủ. Hồn có ba, phách có bảy. Trước kia không phải tôi đã giảng rồi, ở thân người có mười huynh đệ sao? Có người chỉ có lỗ tai, có người chỉ có con mắt, không có năm căn kia. Có người chỉ có lỗ mũi, không có miệng, cũng không có mắt, cũng không có lỗ tai. Tam hồn thất phách, mỗi mũi có một căn, không có năm căn kia. Vì thế, nếu đơn độc một mình thì không thể thành lập, cần phải cùng với mọi người cộng đồng hợp tác. Người có lỗ tai thì giúp đỡ người không có lỗ tai. Người có con mắt thì giúp đỡ người không có con mắt. Đó là lợi dụng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác với nhau. Lời ban biên tập. Đây là lời giảng của thượng nhân ngày 2 tháng 12 năm 1993. Thượng nhân: tâm hồn thất phách giống như đứa trẻ vậy, nhưng chỉ có một căn, không có nhiều căn. Nó ở trên thân người, cho nên người ta có thể nói làm, hoạt động hay động tác gì đó đều do thứ này sai khiến.
khi hồn phách tụ tập lại một chỗ, sau đó tu tập thành tựu. Trong Phật giáo chính là Phật, trong đạo giáo, tâm hồn thức phách này chính là tu tiên. Có người chỉ có con mắt, có người chỉ có lỗ tai, cùng giúp đỡ lẫn nhau. Đứa trẻ có thể nghe thì giúp đứa trẻ có thể thấy, cùng nhau giúp đỡ thì có thể dùng chung với nhau vậy. Cho nên ông tu hành thành tựu thì có thể lục căn sử dụng chung, lỗ tai có thể ăn cơm, cũng có thể nói chuyện. Đây là cảnh giới mà ông không thể nghĩ tới được. Đệ tử: Kính bạch thượng nhân, ngài có nói ngài có một đệ tử đi lên trời vui chơi bị thiên ma lưu giữ lại, sau đó chúng nói với ngài rằng làm sao đây, con không thể trở về. Đó có phải là có một số hồn phách của chú đi lên đó không? Thượng nhân: Đó là trong ba hồn bảy phách, hoặc là đi một thứ, hoặc là đi hai thứ, hoặc là đi ba thứ, bốn thứ, không nhất định. Khi ra đi lại tập trung vào một chỗ, không phải trở về bảy phách hoặc là ba hồn, ra đi cho hợp thành một thứ. Điều này diệu mộng như thế, đó là một luồng linh khí mà. Đệ tử: Đây có phải là trình độ tu hành không giống nhau? Có người có thể xuất ra ít, có người có thể xuất ra nhiều. Thượng nhân: Không xuất ra thì tốt một chút, xuất ra hết đi chơi cũng có nguy hiểm, có lúc gặp phải ma, bị ma bắt đi, bắt đi hồn phách thì người đó khờ đi, ngu ngốc, người giống như thực vật, như người không có hồn phách vậy. Hồn phách đã bị ma bắt đi rồi. Hồn tức là quỷ tu hành có chỗ thành tựu, thuộc dương tức là thuộc thần, lại tu hành tốt hơn thì đó là tiên, tu tốt hơn nữa đó chính là Phật, đều là cái này thành tựu. Đệ tử: Ví dụ như có người thực vật, hoặc như có một người tâm hồn thức phách của người này ra đi một số, tuy thân thể vẫn còn, vậy những hồn phách xuất đi có phải biến thành một cái khác không? Thượng nhân: Không phải biến thành một cái khác, mà là đi theo ma. Vì thế người này có lúc sáng suốt, có lúc hồ đồ mê muội. Đệ tử: Một người tu hành xuất ra một số hồn phách, nếu gặp phải Phật Bồ Tát. Thượng nhân: Nếu chân chánh tu hành, trong cõi minh minh đều có hộ pháp. Tôi gặp phải những người kỳ lạ rất nhiều, những người có thể xuất thần nhập hóa, tôi gặp rất nhiều. Các ông chưa gặp những cảnh giới này đều không nhận thức, không biết được. Những người nhảy đồng, lên đồng ở Đài Loan đều là tác dụng của 50 loại ấm ma. Đệ tử: Họ tu đến trình độ đó sao? Thượng nhân: Họ cũng đang tu tiến, cũng đang lập công. Cũng có lúc giống người, có người học tốt, có người không học tốt. Không học tốt thì làm quyến thuộc của ma dương. Ngày 2 tháng 12 năm 1993, thượng nhân giảng bổ sung đến đây. Hốt ư không trung, bỗng nhiên trong hư không văn thuyết pháp thanh. Trong hư không giảng kinh thuyết pháp. Ai giảng vậy? Chỉ văn kỳ thanh, bất kiến kỳ nhân. Nghĩa là chỉ nghe tiếng thuyết pháp, chứ không nhìn thấy ai thuyết pháp. Kỳ thật chính là hồn, phách, ý, chí, tinh, thần của chính bản thân người đó thay nhau làm chủ khách để thuyết giảng. Hoặc văn thập phương đồng phu mật nghĩa, hoặc là ngay trong mười phương hư không đều giảng kinh thuyết pháp. Đó là ý nghĩa gì? Đây tức là ông đang ở nhân địa. Nhân địa tức là tiền sanh. Tiền sanh ông đang nghe kinh, nghe pháp, trong hồn, phách, ý, chí, tinh, thần của ông vẫn không quên, nên đời này ông dụng công đến cực điểm, vì thế đã đưa những thứ này ra. Nghe tiếng gì đó dường như là tiếng giảng kinh thuyết pháp. Thử danh tinh phách đệ tương ly hợp, đây gọi là tinh hồn đệ tương ly hợp.
hoặc là ông và tôi hợp tác, hoặc là tôi và ông hợp tác cùng thay nhau khi lìa khi hợp, kết hợp với nhau thành một đảng, làm thành một đoàn thể. Thành tựu thiện chủng hoặc là thuyết pháp khiến ông trong lúc không hiểu rõ là nhắc nhở ông, khiến cho chủng tử thiền căn của ông tạm đắc như thị. Đây là tạm thời được như vậy, không phải vĩnh viễn. Phi vi thánh chứng, đây không phải là chứng quả. Ông không nên cho rằng đây là cảnh giới. Ồ, thật là tuyệt vời. Bạn xem, tôi này không cần đi nghe kinh, bất cứ lúc nào, ở đâu, tôi cũng đều nghe trong không trung đang thuyết pháp đó. Ông nghe tiếng thuyết pháp, đó là thuyết pháp, chứ không phải ông đã chứng thánh quả. Bất tác thánh tâm, danh thiền cảnh giới. Nếu không nghĩ rằng mình đã chứng quả thánh thì có thể được, không có vấn đề lớn. Ông không sanh tâm cống cao, không sanh tâm tự mãn, không sanh tâm cho rằng mình là người tuyệt vời, không sanh tâm gạt người. À, bạn xem tôi dụng công đến nỗi không người giảng kinh thuyết pháp mà tôi đều nghe tiếng giảng kinh thuyết pháp. Bạn có được như vậy chăng? Cố ý đi nói cho người khác biết cảnh giới này của mình để kêu người tin tưởng mình. Bạn có lúc nào được như vậy không? Không có à. Ồ, tôi thì được như vậy. Đó là khoe khoang chỗ hay của mình như vậy. Như vậy thì sao? Nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Ông vừa tự mãn, vừa chấp trước, vừa cống cao, vừa ngã mạn, cho rằng mình cao vượt hơn người thì sẽ bị ma nhập. Ma nhập thì sao? Thì nhất định sẽ bị đọa lạc.